Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 8 tháng 10 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Tránh Tây, thị xã Buôn Hồ, tại km 13 800 giữa xe tải do ông Phạm Văn Huân, quê Thái Nguyên điều khiển, lưu thông theo hướng Gia Lai, Đắk Lắk và xe khách 16 chỗ do anh Phạm Phú Quý ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe khách 16 chỗ chở theo 12 người. Vụ va chạm khiến xe tải và xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng, nằm cách nhau khoảng 20 mét. Ô tô tải đâm vào dãy ta luy bên đường. Nhiều người trên xe khách bị thương được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận 13 nạn nhân. Trong đó, nam hành khách 27 tuổi tử vong trước lúc nhập viện. Một người chấn thương rất nặng đang được cấp cứu tích cực. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe tạm ổn. Hiện Công an thị xã Buôn Hồ và Trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búc đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Quốc lộ 14 dài 980 km, điểm đầu từ huyện Đắk Rông, Quảng Trị và kết thúc ở thị xã Trơn Thành, Bình Phước. Đây là tuyến huyết mạch nối khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, xuyên qua nhiều địa hình đồi núi hiểm trở, gấp khúc, dễ gây tai nạn.